Thank you.
Sống không chảy đâu. Nếu không cho nó gọi được cái gì, nó phải sang đoàn lại cái gì chứ. Nó quá nguy hiểm. Đoàn lại nó chỉ bắn cho nó được. Tùy nhà nó làm cái gì, tùy nhà. Bắt đặt cổng gì vậy? Có một phục ai đó thế. Ừ, nó phục chúng chung. Bắt đi nữa thì tôi cũng rất nhiều. Đấy. Thế nào em nhớ nè. Đến chỉ với đeo dọn. Quá nhiều lần. Mấy thằng kia thì đều nhận chỉ thương bố vợ. Và chỉ thương bố này. Bốn cái. Đây đoạn này là đoạn thứ nhất. Có tóc không? Thế ra sao không biết. Vua mà thử lại ra không thì hơi hoang. Không phải bỏ trước ra không thì chém đi. Phải chém thì chỉ tí thôi. Xe ô tô cái lùi trên đường cao tốc. Cao tốc được chứ. Xe con. Cái này nó bé đi rồi mình tè vữa lên còn đường cao tốc gì nó camera hành trình hoặc hộp đen có mọi người cũng biết là thằng kia lùi rồi báo chứ thứ bảo thằng kia lùi mà giờ nó vẫn phạt tiền với phạt tù thằng lái xe công không biết là thế nào. Nên là ra từ Hà Nội chắc là có nhầm coi nhầm. Thank you.